Chào các bạn, mình là My. Chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Các bạn hôm nay có khỏe không? Các bạn ơi, My đang ở vườn cây Magnolia Garden Nursery nè. Hôm nay trời nắng sớm quá chừng luôn á. Mùa này nắng đi cho có nhiều vitamin D, không cần uống thuốc vitamin D luôn cũng được. Ở đây đang có nhiều cây ăn trái, nhưng mà các bạn xem một vòng với My nha. Vườn cây Magnolia Garden Nursery. Số điện thoại ở trên đây nha các bạn, 714-657-2601 hoặc là 714-657-2291. Ở địa chỉ ở dưới đây nha các bạn, thành phố Anaheim. Đi lại đây cho các bạn xem cây táo ở đây, nhìn phê quá chừng luôn á. Cây táo này nè, trong chậu bự lắm mà cô nói là 600 đồng. Hồ ôi, mê luôn. Trái quá chừng trái luôn nè. Cái gốc nó bự bằng cái bắp đùi của My vậy á. Cây to nè, bên đây cây nè nha. Còn bên đây cây nè. Mà cây nào cây nấy xum xê hết trơn luôn. Cây này bự. Coi nè. Mê chưa? Quá chừng luôn. Ai mà thấy cái này là thấy khoái rồi ha. Đẹp lắm luôn á. Táo dưới này là như táo ly nè. Trái bự mà sai trái lắm. Cây này giống cây ở nhà My nè. Cây nhà My cũng bự cỡ này nè, trồng mười mấy năm á các bạn. Wow, đẹp quá luôn á. Mê luôn. Ôi ôi coi nè. Quá chừng luôn. 600 một cây nha các bạn. Bên đây nữa nha. Cái giống này á, là trồng không sợ là không có trái. Là cái giống ly này trái dữ lắm. Năm nào cây khác hết mùa chứ em này là cũng ra ào ào à. Không có kế hoạch gì hết. Là ra trái là mê luôn á. Tới nặng tới gãy cành luôn á chứ. Không có dừa đâu á. Thôi nè. Quá chừng một cây cả ngàn trái á. Chùm nào là cũng có trái hết trơn á các bạn thấy không? Nhánh nào ra là có trái hết à. Em này nó chịu cho con lắm. Nó là không có làm thất vọng mình khi mà mình trồng cái giống này. Đẹp quá luôn á cô, mùa này đẹp quá à. Hoa tigon nè các bạn. Ông bướm mê với cây này lắm á, dụ ông bướm lại cho nó tự thụ phấn. Quá trời, nó đậu, nó chấm trái cho nè. Dạ. Mãng cầu cô bây giờ là quá chừng đẹp luôn. Mãng cầu này nó đang có trái rồi nè. Dạ. Nó đang có trái là cái cây này hôm trước 300 rồi cô. Này mãng cầu Úc 2 nè phải không cô? Mãng cầu Úc 2. Dạ. Hôm trước 300 nhưng mà bây giờ cô bán nó có 270. Ồ, cô vậy hạ giá đó cô hả? Ừ, cô giảm giá xuống á. Cái gốc bự lắm nha các bạn. Nó bóc bằng cổ tay luôn á. Bự, thiệt bự đó. Dạ, 270 các bạn. Đang giảm giá nè. Cầu đỏ nè, mắng cầu đỏ bây giờ cô 135 đồng. Bao nhiêu cô? 135 đồng. 135 đồng, dạ. Ừ. Wow. Cô có thể bán 130. Dạ, 130. Wow. Cô hạ giá, các bạn cần thì mình mua nhanh. Lựa cây đẹp. Cô có nhiều lắm các bạn ơi. Mãng cầu là cô là giống như là đại lý ra cây. Cho nên quá chừng nhiều nè, đi xa này cũng 120 thôi nè. Còn cái mãng cầu Úc mới ra Thái này cũng 120 thôi nè. Cây cao không? Nó cao hơn những cô. Cây cao hơn cô nhiều. Cỡ 6 feet nè các bạn. Cái gốc cỡ ngón chân cái luôn á. Còn cái này là ổi nữ hoàng nè. Dạ, ổi nữ hoàng 120 nè. 120, ổi nữ hoàng 120. Mùa này đẹp quá cô. Mùa này cây nào cũng đẹp. Mùa lá này cây gì cũng đẹp hết. Đang có bông luôn nha các bạn. Ổi nữ hoàng đang có bông. Còn cái này nó cũng 250 mà cô sale có 200 nè. Nhãn nè. Dạ, nhãn 200 một cây các bạn. 200 gốc bự không? Gốc bự quá chừng luôn. Mà đang có trái rồi đó. Dạ. Wow. Mùa này nhiều cái cây đang on sale giảm giá các bạn mua. Cây này trái nhiều nè. Trời ơi, mê không?
này là đậu trái rồi nè cô. Đậu rồi đó. Dạ đậu rồi này. Dạ nè cái gốc bự không, quá chừng bự luôn. Cái gốc này là về trồng trong đây luôn, khỏi cần xuống đất, nếu mà ai không có chỗ cũng có trái ăn. 120, cây sơ riêng 120 nha các bạn, đang có trái luôn á. Trời ơi mê luôn. Mảng cầu Lisa 120 các bạn, cây bự, nó cũng có cây có trái vậy đó. Dạ tại không có thời gian chấm bông cho nó. Mấy cái này là để được vài ba trái được rồi cô ha. Cái cây mấy cây bự cao quá chừng cao luôn. Cô vô đó là không thấy cô luôn. Cao lắm, cành lá xum xuê. Mảng cầu Lisa 120 nha các bạn. Trời ơi mê luôn á. Còn cái này cũng do Thái 120 nè. Dạ mảng cầu do Thái 120, nó đang có trái nè. Mùa này là cây đẹp lắm các bạn, đến lựa cây nào cũng đẹp hết trơn á. Đang có bông quá chừng luôn cô hả. Trái nè. Ồ đúng rồi, đậu trái luôn rồi. Đây này trái nè, đấy đang có trái nhỏ. Do Thái cũng ngon lắm các bạn, dưới đây trái. Do Thái ngon lắm nhé. Dạ đây đậu hết trái trơn đang rồi. Đậu rồi đó. Dạ xòi quá chừng luôn nè, Maha Chanok nữa nè. Xòi này là hột nó nhỏ, nó hột lép luôn á. 80 đồng cây. 80 cây nha các bạn, Maha Chanok nè. Wow đẹp, bự. Cái này là ổi Đài Loan ruột đỏ. Đài Loan ruột đỏ nè các bạn. Dạ, cây bự cô hả. Cây bự. Nhiêu tiền cô? Cái này vẫn 200 đó. 200 cây các bạn, Đài Loan ruột đỏ. Thầy cô còn có bao nhiêu thôi. Dạ. Đang có bông, có trái luôn đó các bạn. Còn cái này là Đài Loan ruột trắng nè. Dạ. Ôi cây giờ đang tốt quá à. Cành lá là mê luôn. Nè, có cây cao nè, thấy không? Có cây cao, cây thấp, chứ không phải cây nào cũng thấp mà. Có cây những cây cao nè. Dạ. Mà cây mà thấp chút xíu nhưng mà cái nhánh nó quá trình đẹp luôn, cũng ok cô. Đúng rồi, dạ, nhánh nó thấp nhưng mà nhánh nó nhiều lắm. Cô thấy không, cái tàn nó quá đẹp luôn. Nên ai lấy mấy cây vậy nè, nhìn đẹp. Cái tàn nó đẹp, mai mốt nó cao lên là vừa. Mai mốt nó cao lên vừa. Dạ. Sabuche nè các bạn. Sabuche. Giống của cô là Alano. Dạ. Sabuche Alano. Bao nhiêu cô? 120 đồng. 120 đồng các bạn. Coi Alano như ngon cô coi ha. Như đừng có ai mua, nếu mà ai mua ở đâu cũng vậy, mua Alano đừng có mua cái giống gì khác. Dạ. Vì cái này nó không bị gãy cành, trái nó thịt nó sai. Dạ. Khi mà nó ra trái nó không có bị gãy mà nó rất là ngon, nó nồng mứt. Dạ. Còn các thứ kia là tôi bỏ hết, tôi chỉ có còn giữ Alano thôi. Các bạn nếu mà muốn mua thì kiếm Alano mua bất cứ ở vườn cây nào. Dạ. Mà con thấy nó không có bị giống như ấy á cô. Nó không bị sượng, dạ, nó không làm sao hết. Dạ. Tại mấy người ta có những cây lớn dưới kia, mấy người ta vào người ta mua trái, mua husel, người ta không lấy thứ gì hết, người ta chỉ mua Alano thôi. Dạ. Còn cái cây này là cây Nokima. Dạ. 120 đồng. Cô để trên kia nó có trái thì để trên kia, mới vừa rồi không thấy quay. Lê Kima ăn tốt nè, các bạn. Cây trứng gà đó. Dạ, cây trứng gà đó. Bên này là ổi luôn cô hả? Cái này ổi nè. Dạ. Ổi này bây giờ cô bán có 75 đồng cây đó. Ổi, ổi này là Đài Loan Đài không Loan, hột mà. Đài Loan không hột đó. Ruột trắng phải không cô? Ruột trắng. Wow, rẻ quá. Giờ cô sell, mua cô sell có 75 đồng. Ôi, lúc trước hình như cả trăm mấy cô hả? Ờ, bây giờ cô sell. Mà chứng, còn đang tốt lắm các bạn ơi, cây tốt lắm. Tại, bây giờ nó nhanh tránh. Nó gãy cái đọt đi rồi nó ra tránh, không phải nó nắng quá. Nó dạ. Để đằng kia nó không có tưới á. Dạ. Cái nó héo. Wow. Nó bị hư cái đọt cho nên nó thấp. Mùa này mua cây rẻ lắm nè các bạn ơi. Hello chú. Hai chị. Cho quay mặt cái được không? Hello. À, mấy cô chú đang đi tìm mua cây phải không? Chú tìm mua cây gì? Dạ. Cây mua cây gì chị? Ở đây là đầy đủ hết á. Dạ. 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 Lên YouTube hoài gặp bài. Ờ vậy hả chú? Con cảm ơn chú. Dạ. Ở đây là đủ thứ giống hết trơn ha. Đây mời hả chú hả? Dạ. Ở nhà chú trồng gì?
đủ cây cho hết. Dạ. Hết đất trồng rồi. Hết đất luôn phải không? Bạn muốn mua thêm á thì dạ. Đưa họ đi. Dạ. Chứ nhà mình đất hết rồi. Không dạ. Phải. Bây giờ phải kiếm bỏ chậu. Chứ không dám bỏ dưới đất hết chỗ. Hết chỗ luôn. Ừ. Dạ. Cây này cô đang bán 600 á. Đúng rồi. Dạ. Bự quá chừng luôn á. Cây dạ. Bự gì đó xong rồi phải đào lên tại vì nó bò rễ á. Đúng rồi. Nó lan nó khắp vậy mà nó trơn. Con thấy táo tàu nên trồng trong chậu thấy tốt xong hơn. Xong bây giờ phải kiếm cái chậu 45 bỏ nó vô. Dạ. Thì cũng đẹp lắm, thành giống như bonsai á. Dạ. Ra trái đàng hoàng luôn. Đúng rồi, dạ. Nay chị tìm cây gì? Đang coi cây mẫn cầu. Dạ. Mẫn cầu gì chị? Cầu gì anh? Hoàng hậu. Hoàng hậu, đúng rồi. Hoàng hậu. Hoàng hậu ngon, hoàng hậu ngon ngọt. Dạ. Đó là kiếm mua cầu đỏ. Dạ. Có một cái mẫn cầu hoàng hậu nếu mà mùa đông đừng có tưới nhiều quá. Dạ. Cô đó có mới vừa dạng dạy đó cô nói. Dạ. Đúng rồi. Tưới dạ tưới là nhiều người không biết tưới nhiều quá cái nó chết á. Dạ tại nó nước nhiều không được mùa đông, còn mùa hè thì thoải mái. Vừa là YouTuber vừa là nước sôi luôn. Nhờ mấy cô ở đây truyền lại á. Dạ. Lên nó mở ra coi. Dạ. Quảng cáo giá nào bữa nay sale bao nhiêu có nói hết à. Bữa nay ở đây hả sale nhiều lắm, mảng cầu rồi nhiều lắm. Xuống dưới ăn vải ngon lắm. Vải tươi, dạ, vải tươi rất là ngon. Trong này á. Xuống dưới phải nói cô mới chở đi được. À. Mà vải cô đang có chín á, với sabuche. Ủa phải chở đi à chứ phải ở đây hả? Xa lắm, đi thẳng chứ đi bộ được, mình đi nó rất là xa. Dạ. Dưới mấy vườn tốt nước kia đó. Dạ, nhưng mà vải đó ngon. Ừ. Cái trái nó nhỏ xíu, cái hộp nó nhỏ xíu mà cái trái thịt không à. Mà ăn rất là thơm. Nhưng mà cây nào mà đây trồng được nó ra trái khủng khiếp. Không, chú vải dễ trồng lắm. Vậy mà mình trồng nó chết hoài á. Không, chú tưới nước thường là nó được hà. Vải dễ trồng nhất á. Mình trồng cây gì cũng được hết mà cây vải là được. Không, vậy là không biết chứ vải dễ trồng lắm. Nước là mình tưới khủng khiếp á. Nhiều khi nó bị ngập nước. Tưới nhiều quá ngập nước á. Cưng quá, cưng quá. Tưới nhiều không chịu. Dạ. Nhiều nhà mình thấy nó trồng cái vải chơi nó đỏ cây hết trơn luôn. Dạ. Rồi mà vải speed hết, nó cái hột nó nhỏ xíu à. Thịt nhiều cho nên mà cái giống đó với cái giống đó nó dễ có trái. Nó nhanh có trái. Nó mới tưới xong á. Nó mới tưới cho nên và đến nó cũng mát này. Cái này là thang long ruột vàng đó mà cô chưa có cấy ra đó. Vậy hả cô? Cô chưa có. Dạ. Nó hẳn đang mọc cỏ quá trời. Wow, ở trong đây là greenhouse. Giữ cây cho ấm. Cái này là mận Sóc Trăng nè. Dạ. Mận Sóc Trăng. Quá chừng tốt luôn cô. Trời ơi. Dạ. Xanh mà. Xanh mà tốt nè. Dạ. Còn cái này lá giang nè. Dạ. Wow, tốt quá luôn. Lá giang này thì cô bán 50 đồng nè. 50 chậu. Nè, có cây nó leo lên tới trên đọt rồi nè. Dạ. Nó nhiều nhánh lắm các bạn. Ừ. Mà mận Sóc Trăng vậy là nhiêu chậu cô? Mận Sóc Trăng này cô cắm ngay nên nó lớn lắm nè, thấy không phải nó nhỏ đâu. Ôi, tốt quá dạ. Luôn. Double nè. Ồ, đang có bông luôn kìa các bạn ơi. Nó vẫn có bông, nó Tết bà con tới mua đi. Dạ. Mà bây giờ cô có bán không? Bây giờ cô có bán. Dạ, bao nhiêu chậu vậy cô? Bây giờ cô bán thì có 50 đồng à. Mai mốt Tết nè, cô phải bán 80 đồng. Đúng. Tết nó lớn hơn mà nó lại ra bông nhiều á. Dạ. Hoa sứ nhà nè. Cô mới cấy ra thì bông nó nhỏ này chứ mai mốt bông nó lớn lắm. Hoa sứ màu đẹp quá cô hả? Ừ. Màu tím tím hơi hồng hồng. Quá chừng đẹp luôn. Bông nó muốn chậu tàn bự rồi. Vậy là nhiêu tiền cô? Nó muốn tàn là tùy theo cây, có cây 60, cây 50. Tùy bự theo quá cây. Chừng luôn á. Ừ. Cái này là mình trồng ngay trước cửa đó các bạn. Nó, cái này không có cần săn sóc nhiều. Cái này không cần tưới mấy, ít thôi. Dạ. Thấy không, nó đổ ra nè. Ồ. Cái này là phải có cây cắm luôn á. Ừ. Ồ, cái nè. Trùng trùng điệp điệp mãn cầu luôn. Có quá cây 700, chừng. Cây 500, cây 600 tùy ở theo đây cây. Hả con? Nhưng cây gốc vậy là nhiêu con? Nó có cây 500, cây 600, cây dạ. Tùy theo cây á. Wow. Cây 700 có, trong khi cái gốc bự hơn nữa có. Dạ. Năm trăm, sáu trăm, bảy trăm nha các bạn. Mãn cầu. Quá chừng thấy mê luôn. Nè, đi là hàng hàng luôn á.
trong chậu 25 gallon gốc bự. Các bạn chưa có mãng cầu thì mình coi cái giống nào mình thích á, mình mua về trồng cho nó vui. Mỗi ngày được ra tưới rồi cho thấy sơm tụ, vừa tập thể dục mà vừa săn sóc cây có niềm vui. Các bạn ơi, đây là những cây hồng giòn của cô nè, 85 đồng một cây nha, mà đang có trái luôn á. Các bạn có cần thì mình đến đây mình xem. Mình thích trái hồng giòn á, nhìn nó đẹp các bạn ha. Thấy thương không? Như cái bông vậy á. Hồng giòn này là loại trái lớn nè. Gốc cũng cỡ ngón tay cái, ngón chân cái cũng có luôn, tùy theo mình lựa. Cây cao qua đầu mình luôn, cỡ 6-7 feet luôn á. 85 đồng cây nha các bạn. Có cây có trái, cây không. Mà phần đông mùa này là có trái hết trơn rồi các bạn ơi. Coi nè, đang có trái. Đây nè, trời ơi mê luôn. Hồng giòn. Vườn cây của cô ở đây rộng lắm. Xin lên gút nè. Đây này cô xếp gấp xin lên gút vào, mà xin lên gút nó mà nhiều trái là nó nhỏ lắm, thấy không? À. Nè, xin cô ghép mấy cái cây kia xin lên gút, mà cô sẽ không ghép xin lên gút nữa. Nó nhiều trái nó nhỏ xíu à. Ồ, nó lại bị cái đó nữa ha. Ừ. Đây này, năm trước nó ra nhiều trái lắm. Đây này xin lên gút nè. Dạ. Cô muốn bỏ luôn, mà mấy người có những người hỏi xin lên gút. Vậy xin lên gút nhờ cây nhỏ cô có không? Cây nhỏ cô không có, chưa có làm, không có làm ra. Dạ. Nhưng mà cô cũng biết ở trên kia nó lẫn vô một chút rồi, mà không biết là nó đâu, cô cũng không biết nữa. Nè, cây gì, cây nhỏ này là gì cô? Hassa hả? Hình Hassa giống như đó. Trái tim nè. Các bạn để ý cái trái tim Hassa nhọn ở dưới cô ha. Ừ, nó coi như nó cũng cho phân cũng ấy như như kia, mà nó không trái nhỏ mà, xíu mà các bạn nó ơi. Nó lớn thì nó không bằng đó. Dạ. Hồ coi nè, thấy thương không? Hải này không biết sao bao chê luôn á cô. Nó nhỏ quá. Nó nhỏ quá. Còn đằng ngón cái mình lớn hơn cỡ gấp đôi ngón cái. Đây nè, Hassa nè, nó gãy nè, thấy không? Nó có trái nghe nè, nó gãy. Dạ, mà trái hình đẹp quá cô hả? Ừ. Cái trái rất là đẹp. Trái tim rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Đó. Bà có thấy không? Đấy là bà con coi nha, toàn bộ coi hết vườn đó. Không gãy cành nào. Dạ. Trong nhà con nói đúng quá, cành là nào. Nó chắc quá cô hả? Nó dẻo. Trái triểu cành luôn á, mà nó không gãy cành. À, nó sai kinh khủng rồi mà nó không có gãy. Cô mà nếu mà người ở Tiểu Bang Lạnh có trồng được giống này không cô? Ở đâu? Ở Tiểu Bang Lạnh á. Cô không biết. Cô chỉ biết ở đây thôi. Dạ. Tại sao bưu chê nó cũng không chịu lạnh lắm. Có tiếc là không được á. Nè, cái cây này. Cây này là cây sâm lông nè. Ồ, chết rồi. Năm ngoái nó lớn mặt tới hồi cô trồng vào trong cái chậu này nó chết á. Trồng vào cái chỗ này, trồng chỗ khuất khuất chút thì nó không chết. Dạ. Hồi coi nè. Mê quá cô. Hãy xin dừng ở đây nha. Cảm ơn các bạn, các cô chú rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. Mi chúc cho các bạn chọn được những cái cây mình thích. Hẹn các bạn ở nhiều video khác của Mi về trồng cây hay nấu những món chay đơn giản, hay là cùng đi shopping với Mi ở nhiều chỗ khác nữa ha. Mi có chia sẻ nhiều cái cách trồng cây rồi. Nếu các bạn nào chưa có biết cách trồng từng loại cây thì xem lại những video trồng cây giùm Mi ha. Sẽ chi tiết hơn. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.